Chào bạn, cuối năm nay chúng ta có thêm một lựa chọn một sản phẩm chính hãng ở mức giá 3-4 triệu, đó chính là chiếc VKS Mobile với tên mã là S1. Và sản phẩm này thì hôm trước mình đã có bài trên tay và giới thiệu được các bạn. Cái điểm nổi bật nhất của nó đó chính là sở hữu dual RAM lên tới 4GB và bộ nhớ trong 64GB. Và với con chip Qualcomm S430 thì hiệu năng của sản phẩm này như thế nào? Hôm nay thì mình sẽ có bài đánh giá kỹ lưỡng hơn về cái cấu hình của chiếc VKS S1. Để biết kỹ thông số kỹ thuật hơn thì mình sẽ sử dụng hai phần mềm đó là CPU Z và AnTuTu Benchmark để mình kiểm tra. Ở đây thì máy sẽ sử dụng con chip Qualcomm S430, một con chip tầm trung. Và con chip này thì nó sẽ có 8 nhân với nhân là Cortex A53 và dung nhịp cao nhất là 1.4GHz. Và máy sẽ được trang bị bộ xử lý đồ họa GPU Adreno 505. Đó, các bạn thấy thì cái điểm AnTuTu ở đây mình sẽ chuyển sang AnTuTu Benchmark. Cái điểm AnTuTu mình đo được thì nó sẽ rơi vào khoảng hơn 40.000 điểm. Thì đây là một con số cũng khá là cao cho một sản phẩm với mức giá tầm trung. Và thực ra con chip Qualcomm S430 thì chúng ta cũng không còn quá xa lạ nữa. Nó cũng đã từng được trang bị trên dòng sản phẩm đến từ Xiaomi, những chiếc máy tầm trung như là chiếc Redmi 3X này, 3S hay là chiếc Redmi 4 mới ra. Và bây giờ thì mình sẽ đi đánh giá chi tiết về cái dung lượng RAM cũng như trình quản lý đa nhiệm và tốc độ bật game ứng dụng của sản phẩm này. Thì ở cái điều kiện chưa sử dụng thì máy nó sẽ chống khoảng tầm, để mình xóa hết các ứng dụng chạy ngầm đi, chúng ta sẽ thấy là máy sẽ chống khoảng tầm 2.5GB đến 2.7GB trong một số lần đo. Và bộ nhớ trong của máy là 64GB và ở cái điều kiện sử dụng thì nó sẽ chống khoảng tầm hơn 49GB để các bạn có thể lưu trữ khá là thoải mái. Máy đang được chạy trên nền tảng Android 6.0.1 với cái nền tảng tùy biến của hãng gọi là Vision 3.0 mà hôm trước mình cũng đã giới thiệu qua các bạn rồi. Và ở đây thì mình sẽ cài rất là nhiều game và ứng dụng để chúng ta sẽ kiểm tra cái khả năng chơi game sản phẩm này. Đầu tiên mình sẽ đi đến cái game đơn giản Subway Surfer. Những cái game này thì máy load khá là nhanh và chơi gần như là không có hiện tượng giật lag nào cả. Thực ra đây cũng là những cái game rất là nhẹ nhàng và các bạn có thể chơi khá là thoải mái trên chiếc máy này. Với một màn hình to thì cái thao tác của chúng ta khi chơi rất là thoải mái, nó rất là mượt. Và bây giờ thì mình sẽ đến một cái game nặng hơn đó là Asphalt 8. Với con chip Qualcomm S430 thì những cái game nặng như thế này chúng ta vẫn có thể chơi dễ dàng. Tuy nhiên cái tốc độ load game của nó thì có thể sẽ chậm hơn những cái dòng chip cao hơn. Có thể kể đến như là chip Qualcomm S610 hoặc là 652. Và chút nữa thì mình sẽ cho thấy sự khác biệt mà khi chúng ta bật cùng với game này giữa chiếc VKS S1 với một sản phẩm đó là Redmi Note 3 Pro sử dụng con chip cao hơn. Và ở đây thì các bạn thấy là khi mình tải về và mình kiểm tra mặc định trong cái phần đồ họa của nó thì nó sẽ tự động đẩy lên cái chế độ đồ họa cao nhất. Đó, các bạn sẽ thấy là máy sẽ tự động đẩy lên cái chế độ đồ họa ở mức 2. Thông thường với những sản phẩm mà cấu hình tầm trung ấy, thì cái chế độ đồ họa nó sẽ để mặc định là medium hoặc loud để cho phù hợp với cái cấu hình của máy để chạy được mượt mà hơn. Và với chiếc VKS1 này thì mặc định nó sẽ đẩy chế độ đồ họa lên cao nhất và khi bạn chơi thì tất cả những hiệu ứng khi mà các bạn đua xe như là đâm vỡ hay là những cái hiệu ứng làm mờ hậu cảnh thì nó sẽ được làm rất là thật và chi tiết, không hề thua kém so với những sản phẩm cấu hình cao hiện nay. Đây mình sẽ thử chơi một ván để cho các bạn thấy. Và các bạn thấy là khi ở chế độ đồ họa cao nhất thì những cái hiệu ứng này nó nhìn rất là đẹp mắt. Khi mà va chạm đó. Những cái hiệu ứng này thì thông thường chỉ những sản phẩm cấu hình rất là cao mới được trang bị thôi. Còn những sản phẩm mà cấu hình thấp thì mặc định nó sẽ đẩy cái chế độ hỏa ở mức thấp và ở mức trung bình. Nó rất là mượt mà. Và trong quá trình chơi thì mình thấy là mặc dù máy nó sở hữu bằng cái khung kim loại này nhưng mà cái cảm giác cũng không nóng lên quá nhanh, chỉ bấm một phía sau thôi. Và con chip Qualcomm S430 thì nó cho hiệu năng khá là ổn định. Và nhiều bạn hỏi là thế vậy thì với con chip Qualcomm S430 thì chiếc VKS S1 này nó được trang bị RAM lên tới 4GB để làm gì, liệu có quá thừa thãi hay không? Thì bây giờ thì mình sẽ giải đáp cái câu hỏi này. Bên tay phải của mình là chiếc Redmi Note 3 Pro với con chip Qualcomm S650, một cái con chip rất là mạnh. Và mình đã cài đầy đủ tất cả game ứng dụng trên hai chiếc máy này. Thì bây giờ mình sẽ thử xem bằng cái bài đo đầu tiên AnTuTu Benchmark thì chúng ta sẽ thấy là có một sự chênh lệch rất là lớn. Redmi Note 3 Pro thì nó cho điểm số lên tới hơn 75.000 điểm, trong khi đó của VKS S1 nó chỉ là tầm 41.000 mà thôi. Đó, tất cả những cái thông số về cấu hình thì nó đều thua kém hơn. Đó, và chúng ta sẽ cùng đi đến cái bài kiểm tra cái tốc độ bật game xem là sản phẩm nó sẽ load nhanh hơn. Và mình chắc chắn một điều là chiếc Redmi Note 3 Pro với con chip mạnh hơn thì cái khả năng mà chúng ta bật những cái game ứng dụng thì cái tốc độ load nó sẽ nhanh hơn. Đó, chúng ta thấy rõ ràng là chiếc Redmi Note 3 Pro thì cho cái tốc độ bật rất là nhanh. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào trong game.
Đó, chúng ta thấy thì rõ ràng là Redmi Note 3 Pro nó vượt trội hơn rất là nhiều. Rồi, đã vào cùng hai game. Và bây giờ thì mình sẽ chứng minh cho các bạn thấy là mặc dù sở hữu con chip Qualcomm S430 với cái tốc độ xử lý chậm hơn, nhưng với dung lượng RAM 4GB thì cái việc chạy đa nhiệm cũng như là chạy nhiều tác vụ đồng thời thì chiếc VKS1 nó sẽ lợi hại như thế nào. Chiếc Redmi Note 3 Pro bên tay phải của mình thì hiện tại nó đang sử dụng cái dung lượng RAM là 2GB và 4/16. Thì ở đây mình sẽ bật lại tất cả những cái ứng dụng và game đã chạy trên hai sản phẩm này, và sau đó mình sẽ kiểm tra đến cái phần chạy đa nhiệm trên hai máy. Và như bạn đã thấy thì mình đã bật đồng thời ở đây là sẽ có 6 game và 4 ứng dụng. Mình sẽ kiểm tra lại trong cái phần chạy đa nhiệm của hai máy. Và các bạn để ý đây là sau khi bật tất cả những game ứng dụng thì chiếc VKS1 thì nó sẽ chống cho các bạn khoảng, nó vẫn sẽ chống khoảng tầm 1.08GB. Trong khi đó thì chiếc Redmi Note 3 Pro thì nó sẽ chống khoảng tầm 486MB. Bây giờ thì mình sẽ kiểm tra cái khả năng chạy đa nhiệm. Đầu tiên sẽ bật lại game Asphalt 8. Đó, các bạn thấy sự khác biệt chưa? Chiếc VKS1 thì nó không phải lút lại game này, trong khi đó Asphalt 8 đã phải lút lại trên chiếc Redmi Note 3 Pro. Một game thứ hai, Temp Run 2. Tương tự như vậy, VKS1 không phải lút lại. Rồi, và mình sẽ bật những cái game còn lại. Đó, chúng ta có những kết quả tương tự. Và gần như là chiếc Redmi Note 3 Pro của chúng ta ở đây là nó bị tràn bộ nhớ. Và rồi gần như là các game các bạn thấy nó sẽ phải tải lại hết. Đó. Rồi, chúng ta đến game cuối cùng. Không phải lút lại. Và khi mình chuyển đổi qua lại giữa các ứng dụng thì với chiếc VKS1 thì nó hơi có hiện tượng lag một chút, bởi con chip Qualcomm S430 thì thực ra nó cũng không phải là con chip quá mạnh, nó chỉ là con chip tầm trung thôi. Tuy nhiên thì cái việc với RAM 4GB thì nó cho cái khả năng chạy đa nhiệm rất là tốt và nó chiến thắng hoàn toàn so với chiếc Redmi Note 3 Pro. Đó, tất cả những cái ứng dụng còn lại cũng như vậy. Đó, nó không phải lút lại bất kỳ một cái gì. RAM 4GB thực sự là rất là khủng khiếp. Như vậy thì mình vừa gửi đến các bạn video đánh giá chi tiết về cái cấu hiệu năng của chiếc VKS Mobile S1 với dung lượng RAM lên tới 4GB và bộ nhớ trong là 64GB, thì giúp các bạn có thể chạy đa nhiệm một cách rất là thoải mái. Và sản phẩm này thì ngoài ra nó còn hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ ngoài để các bạn có thể lắp thêm thẻ nhớ. Và đây có thể nói là một chiếc máy chính hãng cũng rất là đáng mua ở dịp cuối năm nay. Thì với mức giá là 3.990.000, nó sẽ có một thiết kế rất là đẹp với màu vàng hồng thời thượng cũng như là màu vàng trơm phanh khá đẹp mắt, có cảm biến vân tay. Đặc biệt đây là một chiếc máy chính hãng đến từ thương hiệu Hàn Quốc, nơi mà chúng ta đã có những sản phẩm đến từ Samsung, LG hay là Sky và rất là ưa chuộng tại thị trường Việt Nam rồi về chất lượng phần cứng cũng như khả năng gia công của họ. Thì để trải nghiệm sản phẩm này thì các bạn có thể qua ngay những showroom của Diệm Thu Minh trên toàn quốc để xem máy cũng như là mua hàng. Còn bây giờ thì xin chào cũng như hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.